trai đẹp xứ Hàn, ngồi không cũng gây sốt. Đoạn video tiền đạo cho Gosung ngồi ghế dự bị thu hút hàng triệu lượt người xem, khiến anh phải tắt điện thoại vì có quá nhiều tin nhắn làm quen tỏ tình. Cho Gosung trở thành ngôi sao vụt sáng sau một đêm không phải vì cú đúp vào lưới Ghana trong lượt trận thứ hai vòng bảng, mà vì vẻ đẹp trai. Trước trận gặp Ghana hôm 28 tháng 11, chân sút 24 tuổi chỉ là cái tên vô danh. Instagram của anh có hơn 20.000 người theo dõi. Con số này tăng chóng mặt lên 1,6 triệu follower sau trận, tính tới thời điểm này là 1,9 triệu người. Sự ái mộ dành cho Cho càng tăng lên sau khi đoạn video ghi hình anh ngồi ở ghế dự bị, không làm gì trong một trận đấu năm 2020, được chia sẻ lại hôm 28 tháng 11 thu hút hơn 7,3 triệu xem trên Twitter. Làn da trắng bóc vẻ thư sinh của tiền đạo xứ Hàn đốn tim các fan. Hashtag chốc sung trên TikTok cũng có tới 193 triệu lượt xem. Ngôi sao sinh năm 1998 dường như đã vượt qua đàn anh nổi tiếng Son Heung-min trở thành con cưng mới của công chúng Hàn Quốc. Theo truyền thông xứ Hàn, tiền đạo này buộc phải tắt điện thoại vì nhận được quá nhiều tin nhắn làm quen tỏ tình. Trước thềm trận đấu với Bồ Đào Nha tối qua, nhà báo Đồng Hương Seo Dung Hoan chia sẻ với một số đồng nghiệp. Cậu ấy phải nghỉ ngơi. Điện thoại rung cả đêm khiến cậu ấy thức giấc. Cho đang cố gắng tập trung vào bóng đá khi tin nhắn cứ đổ về dồn dập cả ngày. Cho Gosung là người kín tiếng. Trên trang cá nhân, anh mới chỉ có 5 chia sẻ cho tới trước trận gặp Bồ Đào Nha. Theo một số nguồn tin tại xứ Kim Chi, Cho đã có bạn gái. Tôi thực sự không muốn nổi tiếng. Tôi chỉ là người bình thường và không có gì đặc biệt. Anh nói về việc bất ngờ nhận được sự chú ý sau trận Ghana. Cho Gosung sinh ra ở thành phố Ansan. Tờ Lifestyle Asia cho biết bố mẹ Cho đều là vận động viên nhưng từ chối tiết lộ tên tuổi của họ. Tiền đạo sinh năm 1998 chơi bóng từ ngày là một cậu nhóc, tập luyện tại học viện trẻ FC Anyang ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong thời gian anh ở đại học Gwangju, huấn luyện viên nói Cho không thích hợp ở vị trí này và đôn lên đá tiền đạo năm 2017. Hai năm sau, Cho chơi chuyên nghiệp cho Anyang và nằm trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở K-League 2 cuối mùa giải đầu tiên. Sau mùa hè, anh chuyển tới Jeonbuk Hyundai Moto, đội bóng chơi ở giải cao nhất Hàn Quốc K-League 1 nhưng không đạt được phong độ như mong muốn. Năm 2021, Cho đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc thi đấu cho đội bóng thuộc quân đội nước này. Khi trở lại Jeonbuk năm nay, Cho chơi thăng hoa, trở thành chân sút số 1 của K-League 1 và giúp đội bóng vô địch cấp quốc gia. Tiền đạo 24 tuổi lần đầu được gọi lên tuyển năm ngoái và có trận ra mắt ở vòng loại World Cup 2022 gặp Lebanon tháng 9 năm 2021. Trong trận gặp Ghana ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2020, Cho Gosung vào sân từ ghế dự bị. Chân sút mang áo số 9 của Hàn Quốc tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng bằng đầu San Hòa 2-2 cho Hàn Quốc trong trận đấu đầy kịch tính. Tuy nhiên, pha ghi bàn của Moham Kudus tuyển Ghana chưa đầy 10 phút sau khiến Hàn Quốc để thua đáng tiếc. Trong trận gặp Bồ Đào Nha tối qua, Cho đá chính, không ghi bàn nào và rời sân phút 93 sau khi đội nhà đang dẫn 2-1. Chiến thắng bất ngờ trước Bồ Đào Nha cùng với việc Uruguay chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Ghana giúp đội bóng xứ Kim Chi đi tiếp. Đối thủ của Cho Gosung ở vòng 1/8 là ứng viên vô địch Brazil.